Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Minh Châu Việt Nam, đơn vị duy nhất được cấp phép nhập khẩu và phân phối chính thức tất cả các sản phẩm di mẫy Hồng Kông số 1 về chỉ nám, tàn nhang, chàm bớt tại Việt Nam. Cam kết khỏi 100% mọi bệnh lý của da chỉ trong một liệu trình duy nhất. Nám mảng, nám chân sâu, nám hỗn hợp, nám lâu năm chữa không khỏi, nám sau khi sinh do thay đổi về nội tiết tố, nám do mỹ phẩm, da hỏng, nhiễm corticoid, nám đi nắng và các dấu hiệu về tàn nhang. Hãy đăng ký trở thành đại lý của Minh Châu tại sự kiện lễ công bố sản phẩm thương hiệu Si Mẩy để nhận được giá trị siêu khuyến mãi như sau: chiết khấu 30% trên tổng giá trị hợp đồng, tham gia khóa đào tạo chuyển giao công nghệ điều trị do chuyên gia Miu Miu trực tiếp thuyết trình diễn ra ngày 28 tháng 3 năm 2018 tại trung tâm hội nghị 124 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được bằng chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa học điều trị nám của tập đoàn Si Mẩy Hồng Kông tại Việt Nam do chính tay chủ tịch tập đoàn Si Mẩy Hồng Kông và tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Minh Châu Việt Nam trao tặng. Sở hữu cơ hội giao lưu với những ca nám kinh điển đều được điều trị khỏi thành công mỹ mãn bằng công nghệ và sản phẩm của công ty Minh Châu Việt Nam. Cơ hội nhận gói kỹ thuật trị nám free 100%, tiếp cận siêu phẩm trị nám trẻ hóa da toàn diện mới 2018 của tập đoàn Si Mẩy Hồng Kông và sự hỗ trợ truyền thông do ekip chuyên nghiệp thực hiện. Thành tính cầu sinh tồn, chất lượng cầu phát triển. Hãy quyết định trở thành đại lý của Minh Châu như một quyết định cùng đồng hành trên con đường kiến tạo ca.